Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng kính chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay Dung Audi xin giới thiệu với quý vị các bạn một chiếc Honda City sản xuất năm 2014, số tự động. Đây là chiếc Honda City sản xuất năm 2014, số tự động, động cơ 1.5 AT. Xe hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương với giá 415 triệu đồng. 415 triệu đồng cho một chiếc Honda City sản xuất năm 2014, động cơ 1.5 số tự động. Chiếc xe này hiện nay Dung Audi ô tô cũ Hải Dương đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. Quý vị quan tâm xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 0855 966 966. Mọi tư vấn, mọi cái nhu cầu tư vấn cũng như là thắc mắc hay là ý kiến tham khảo và giải đáp toàn bộ cái thắc mắc của quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0855 966 966. Còn hôm nay mình sẽ quay chi tiết chiếc Honda City này. Đây là chiếc Honda City sản xuất năm 2014, số tự động, động cơ 1.5 AT. Xe được trang bị như sau. Thứ nhất, được trang bị 4 la răng đúc và 4 phanh ABS. Hệ thống an toàn là 4 phanh ABS và 4 la răng đúc. Lốp còn khá mới nha quý vị nhé, lốp còn khá mới. Xe sản xuất năm 2014, động cơ 1.5. Đây là thân vỏ của chiếc xe, sau đó mình sẽ đi vào nội thất của chiếc xe. 415 triệu xe sản xuất năm 2014. Chiếc xe này thì vừa về xong, tất cả còn nguyên bản. Mình mới gọi là rửa, chưa rửa nữa đâu. Gọi là xe vẫn còn nguyên vết bụi nha quý vị nhé, còn nguyên vết bụi. Đây là nội thất của chiếc xe. Thì nội thất của chiếc xe thì quý vị có thể nhìn thấy là nội thất là sơn màu xanh đá, xe con sơn màu xanh đá ánh tím. Màu xanh đá ánh tím và nội thất màu đen, toàn bộ nội thất màu da đen. Ghế da còn khá mới. Đây ghế da mới ạ. Bây giờ xe mình sẽ đi vào chi tiết những cái mà xe được trang bị. Thì đầu tiên khi mở ngay cánh cửa lái thì quý vị đã nhìn thấy là xe được trang bị gương kính chỉnh điện và cụp điện tự động. Gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, có gảy số thể thao trên vô lăng. Đây gảy số thể thao trên vô lăng đây. Đây là hai cái cần gảy số cộng trừ, gảy số lên số và về số. Bên này là bên trái là về số, có dấu trừ là về số. Bên phải có dấu cộng, tức là lên số. Túi khí. Ồ, đây số tự động, động cơ 1.5. Đầu CD. Thế bây giờ đây là về thân vỏ cũng như nội thất của chiếc xe. Thì bây giờ mình sẽ đi kiểm tra cùng với quý vị kiểm tra về tổng thành của chiếc xe này, xem là nó như thế nào. Tổng thành của chiếc xe này thì đây quý vị cùng với mình hãy đi kiểm tra luôn. Thứ nhất về chỉ của cánh bên phụ. Mình xem về xem xe thì mình phải kiểm tra về keo chỉ xem là có zin hay không, máy móc thế nào. Thì đây là chỉ của cánh bên phụ quý vị nhé. Đây là chỉ của cánh bên phụ còn nguyên đây. Còn nguyên chỉ của cánh bên phụ. Đây là chỉ cánh bên phụ còn nguyên. Tiếp sau là cánh đằng sau bên phụ. Cánh đằng sau bên phụ đây, chỉ cánh đằng sau bên phụ cũng còn nguyên nhé quý vị nhé. Chỉ cánh đằng sau bên phụ cũng còn nguyên. Đây. Bây giờ sẽ đến phần cốp. Hai bên máng nước đinh tán còn. Máng nước của hai bên máng nước của đằng sau là đinh tán còn nguyên. Đây, về phần cốp vít cái xe này nó có lập ram, bạn các bạn nhìn thấy nguyên si, không bị móp méo hay là sơn sửa lại chỗ nào đúng không ạ? Đây mình
mình vạch cái này, xe này nó tiện là cái lớp lỉ nó đã vạch sẵn rồi, nên mình vạch luôn cho quý vị xem. Quý vị nhìn đấy, khung sườn như mới, không bị móp méo chỗ nào cả, đúng không? Cốp đây, phần cốp cũng còn nguyên xi quý vị nhé, nó chỉ bị cháy trước một tí do là cái quá trình người ta để là cái chủ xe cũng không giữ lắm, rồi để kích rồi là để cà lê ốc vít, nó sơn nó hơi xước một tí quý vị nhé, không quan trọng, sơn nó hơi xước một tí, nhưng mà về phần đinh tán đinh tiếc thì còn nguyên, không bị móp méo gì, nó chỉ có xước sơn thôi. Thích thì về mình, mà ai bạn nào cẩn thận thì có thể là sơn phủ lên một lớp. Còn cái xe này thì mình không sơn phủ bởi vì mình để nguyên xi. Mình để nguyên xi như là xe vừa lấy về. Như thế mình cũng không làm cái gì vào nữa cả. Thế còn chỉ cốp. Chỉ cốp thì đây ạ. Chỉ cốp còn nguyên. Nhớ quý vị nhé. Chỉ cốp còn nguyên. Chỉ cốp còn nguyên nhé quý vị nhé. Chỉ cốp còn nguyên hết ạ. Bây giờ là chỉ cánh đằng sau bên lái đây. Đây là chỉ cánh đằng sau bên lái đây. Còn nguyên hết quý vị nhé. Chỉ cánh đằng sau bên lái đây. Đây là chỉ cánh lái. Chỉ cánh lái đây. Cũng còn nguyên quý vị nhé. Không mất một phân chỉ nào. Bây giờ sẽ đi về phần khoang máy và phần đầu của chiếc xe. Đây là phần khoang máy của chiếc xe, thì khoang máy của chiếc xe thì quý vị nhìn thấy đây. Xe còn nguyên vết bụi thời gian. Tất cả còn nguyên vết bụi thời gian. Nguyên vết bụi thời gian, xe mình mua về vừa mua về đến nhà, tất cả nguyên vết bụi thời gian. Và hai bên máng nước ở hai bên này, hai bên má này còn nguyên. Quý vị nhá, hai bên máng nước này còn nguyên. Không bị bóp méo gì. Đây hai bên máng nước này còn nguyên, không bị móp méo này. Đấy, quý vị nhìn này. Máy thì chiếc xe này là máy zin luôn quý vị nhé. Máy zin ạ. Đây quý vị nhìn thấy các cái đầu ốc này còn zin nguyên. Đấy. Đây, xe này thì máy móc cực kỳ sạch sẽ luôn, chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Và máy zin chưa mở quý vị nhé. Ốc máy còn zin chưa mở. Xe sản xuất năm 2014, xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Keo chỉ zin. Đây, chỉ cabo đây. Đây phần chỉ cabo đây, quý vị có thể nhìn thấy phần chỉ cabo còn nguyên hết. Đây, chỉ cabo còn nguyên. Đây là về tổng thành chiếc xe này. Chiếc xe này thì Dũng Audi đang chào bán với giá là 415 triệu. Quý vị xem xe vui lòng liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 ạ. Bây giờ thì quý vị hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này để xem là nó chạy như thế nào. Anh em ơi, rồi ok rồi ok thì bây giờ đây máy nổ rồi nhé, máy nổ rất là êm.
Điều hòa thì khá là mát, máy nổ êm, điều hòa mát, đấy là cái đầu tiên khi nổ máy. Thế bây giờ mình sẽ vào số thử đi xem nào. Ok, máy rất bốc nhé. Đây mình chưa đạp, chưa hề đạp chân ga, xe đã di chuyển rồi, mình chưa hề đạp ga nhé. Bây giờ mình mới đạp ga để tăng tốc. Đường thì khá xấu nhưng mà khả năng là rất là êm. Đường thì khá xấu nhưng mà gầm thì rất là êm rồi nhé. City nhưng mà gầm thì khá là êm. Chỉ có tiếng lốp thôi. Chỉ có tiếng lốp thôi. Và chiếc xe này được trang bị động cơ Eco. Khi mình chạy thì nó sẽ có chữ Eco nổi lên trên đồng hồ. Tức là máy được trang bị máy Eco thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn. Xe này động cơ 1.5. Máy Eco thì nó chỉ tiêu thụ khoảng độ tầm 1.5. Máy Eco thì nó tiêu thụ khoảng độ tầm 6 lít rưỡi xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Gầm bệ chắc chắn, lái nhẹ, gãy số vô lăng, hoạt động tốt, chuyển số đều. Đấy là cảm nhận của chiếc xe này. Lái khá nhẹ đây, lái khá nhẹ. Và cái tay lái, lái rất là thật tay lái luôn. Nó không lái đến đâu, đi đến đâu là xe thì đến đấy. Đánh lái đâu mình cái cảm nhận là nó thật tay lái. Số chuyển đề ba này, số chuyển rất đều quý vị nhé, số chuyển rất đều luôn. Ok, số chuyển rất đều ạ. Chỉ có tiếng lốp thôi, xe đi gầm bệ rất chắc chắn. Quý vị chưa đăng ký kênh vui lòng bấm một nút đỏ đăng ký kênh. Sau khi bấm một nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm một quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần Dũng Audi ô tô Cú Hải Dương live stream báo giá trực tiếp hoặc up video clip chi tiết cụ thể về một chiếc xe. Quý vị nào có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.